chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Phương Anh mong muốn truyền tải thông điệp gì tại Miss International 2021? Nắm trong tay tấm vé đại diện Việt Nam chinh chiến tại cuộc thi Miss International 2021, Á hậu Phương Anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ của fan sắc đẹp nước nhà. Đại diện Việt Nam luôn được ấn định ở những vị trí rất cao trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Học giỏi, thông thạo nhiều thứ tiếng, sắc vóc nổi trội chính là những thế mạnh sẵn có để cô gái sinh năm 1997 tự tin thể hiện bản thân, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Chia sẻ về cơ hội lần này, Phương Anh cho biết cô đang nỗ lực trau dồi bản thân và thậm chí đang rèn luyện tiếng Nhật để biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Nổi tiếng với danh xưng nàng hậu học giỏi, nhưng cũng chính điều này khiến fan đặt kỳ vọng rất lớn về vấn đề sử dụng ngôn ngữ giao tiếp tại Nhật. Tuy nhiên, cô cho biết điều quan trọng nhất là mình phải thể hiện một phong thái tự tin và truyền tải đầy đủ thông điệp hữu nghị hòa bình tới hàng triệu khán giả. Khi được khán giả đặt câu hỏi giả định làm thế nào để tự tin là chính mình tại đường đua Hoa hậu quốc tế, cô cho biết đó là lúc tôi được thể hiện cá tính riêng, dấu ấn mạnh mẽ mang tên Phạm Ngọc Phương Anh. Ngay từ khi còn là thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, trước thành tích học tập khủng của mình với dấu ấn du ngoạn hơn 20 quốc gia trên thế giới đã khiến mọi người phải nể phục. Trải qua từng phần thi phụ, Phương Anh càng chứng tỏ mình là đại diện phù hợp nhất cho giải sách Việt Nam tại cuộc thi Miss International. Việt Nam đã 4 lần in top tại sân chơi sắc đẹp Hoa hậu quốc tế với thành công của Trương Quỳnh Mai, Trúc Diễm Thúy Vân và gần đây nhất chính là Á hậu Tường Sang top 8 chung cuộc. Với tiềm năng sẵn có, Phương Anh đang được kỳ vọng sẽ mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.